Chào cả nhà, đây là củ nghệ độc thân bên shop. Nghệ độc thân vào mùa này thì đang thu hoạch được củ cả nhà nhé. Ít lâu nữa thì cây nó sẽ lên mầm và mình không còn thu hoạch được củ nữa, thì nó sẽ rơi vào cái mùa vụ của nó. Hiện tại thì shop mình đang có nghệ tươi và nghệ khô, nghệ độc thân nha. Hàng này rất là hiếm, nhiều khách hay hỏi mà lâu lâu thì mình mới có hàng á. Nghệ độc thân thì chuyên chữa về các bệnh như là đau bao tử, dạ dày, kháng về u, ức chế ung thư, dùng rất là tốt luôn. Mọi người có thể sử dụng dưới dạng tươi và dạng khô. Dạng tươi thì mình có thể ăn sống hoặc là xay nghiền uống với mật ong. Còn dạng khô thì mình có thể dùng cái lát khô của nó mình nghiền thành dạng bột và mình pha với mật ong uống cả nhà nhé. Hiện tại thì shop mình đang cung cấp củ nghệ độc thân và dạng khô. Cả nhà có nhu cầu muốn mua thì hãy liên hệ trực tiếp với shop qua số điện thoại mình để ở bên trên nha. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.